Hello, chào các bạn, mình là Jane đây và hôm nay mình sẽ thức tới sáng với bạn thân. Đêm đầu tiên đi ngủ với bạn, xong rồi đi Disneyland đón giao thừa. Xong rồi thức tới sáng qua năm mới luôn. Chúng mình phải gọi như là quá là khùng luôn. Là không biết bao nhiêu thứ nữa nhưng chắc chắn là sau video này quá là buồn ngủ luôn. Cái kết thì có thành công hay không? Ok, vào thôi nào. Các bạn ơi, chúng mình đang bị cái sát thối. Nó giỡn thường nhưng mình đã bị bắt cóc bởi con bạn thân của mình. Mình đã bị bắt cóc bởi con bạn thân của mình. Ủa mày đòi theo mà cái gì đấy? Mình đã bị bắt cóc bởi con bạn thân của mình. Ủa? Nên tối nay mình sẽ ngủ ở nhà nó. Sợ quá. Người bắt cóc đã dẫn mình vào nhà rồi. Sợ quá. Mình đã bị bắt cóc vào nhà này đó các bạn. Nhà người bắt cóc kiểu như là hơi bị sớm luôn á. Hề, mình đã đột nhập vào phòng rồi. Phòng nhìn như một cái rừng luôn á. Bây giờ mình sẽ định cư vào đây. Yes. Từ hồi nhỏ kiểu mình không định ngủ nhà bạn. Và đây là lần đầu tiên mình định ngủ nhà bạn. Nên sẽ là một trải nghiệm quá là thú vị. Hôm nay mình sẽ phá gì ở nhà con bạn đây? Mình cũng không biết nữa. Nhưng ngày mai thì chúng mình sẽ đi Disneyland. Nhưng bây giờ mình đang suy nghĩ là mình nên làm cái trò gì khùng khùng điên điên đây. Mình sẽ tự núp. Hề, mình đã ra kế hoạch này đây là mình sẽ núp dưới đây. Nhưng tự trùm mình bằng cái chăn này. Hề, các bạn nhìn thấy mình không? Khoan, nó quay lại nè. Where is she? She's dead. Bà đi bộ qua đây, nhìn thẳng xuống đất. Sau nhìn thấy cục này nhìn giống như là một cái cục đồ ăn to đùng. Rồi chắc thấy không gì mà ám hết nên bỏ qua luôn. Sau nó quay lại và tự nhìn thấy cái camera đang quay. Và nhìn lại cái cục mờ ám hồi nãy. Sao nó to đùng dữ vậy hả? Rồi lát cho một giây và... Oh my god! What the hell is wrong with you? Trời ơi! Camera còn không thấy được nó nghe. Mình đã bị bắt quá tê. Like this, it was like this. Như các bạn thấy hồi nãy mình núp về nhìn không hề mờ ám chút nào phải không? Trời đất ơi, mấy bạn nhìn nó chịu nổi không? Giỏi không? Giỏi không? Giỏi quá trời. Quá tê. Đạp cái. Wow, ngầu chưa? Hồi nãy chúng mình đã vào tìm một đôi nó mua máy bắt kiến quá là sến này để kiểu là vào nó mới với sự sến đấy. Đi thôi, tạo thêm túi công túa nữa. Ngầu quá. Quá là đáng một đô luôn phải không các bạn? Ngày mai sẽ là nó mới. Hôm sau tao mới gặp mày lại. Ủa gì vậy? Trời, hai cam anh làm gì nữa rồi? Xong rồi mình đã đi tắm lần cuối năm nay. Đó là ảo thuật này, 3, 2, 1, boom. Wow, quá là tiện đúng không? Như gội đầu thế vào năm mới, quá là thơm tho. Ở trong lúc mình tắm thì mình đã lỡ hát không bị lố quá nên con bạn mình á chắc muốn đuổi mình ra khỏi nhà luôn ạ. Yeah. Sorry, mình say tóc bình thường điều này không xảy ra đâu. Cái gì? Nó kêu là không được quay góc này của phòng nó vì nó quá là bài bừa. Nó không có biết mình sẽ qua nên nó không có dọn phòng ngủ của nó. Úp, mình kêu các bạn. Và mình đã răng là vì mình là một người quá là sạch sẽ, không có bẩn thỉu. Và sau đó mình đã dư năng lượng ra mà nhảy như là khùng điên luôn các bạn. Kiểu nửa đêm rồi mà chưa buồn ngủ à. Mệt quá. Cô con trả nó về cho khỏi ngủ luôn. Mà chúng mình sẽ làm gì? Dễ xuống. Hả? Sao? Sao? Dễ xuống. Để quay Disneyland sớm nó kiểu như là không có bị uổng tiền á. Dạ sớm, dạ sớm, sau đó mình nó nhìn qua và các bạn mình nó đã gật ngủ. Chắc hồi nãy quẩy quá nên bây giờ mệt rồi. Các bạn thấy Theresa nó ngủ đằng sau nhìn đá không? Say mê quá trời. Ôi chết rồi, gần 3 giờ sáng rồi. Và mắt mình nó đang bắt đầu mắt nhắm mắt mở nên thôi bây giờ mình đi ngủ đây, bye bye. Hello, chào buổi sáng cả nhà. Bây giờ là 8 giờ sáng. Mình giống như là mình không có lông mày quá. Nhưng vậy thôi là vì hôm nay sẽ là một ngày quá là vui và quá là dài nữa. Đi, mình đã thay đồ xong nhưng con bạn nó đã bỏ mình đi rồi. Là vì mình hơi rè nhưng đây là bộ đồ đi Disney của mình. Quá là honor. Nhưng mình sẽ quá là lạnh. Bye bye phòng con bạn thân yêu nhau. Mình sắp đứt đi đây. Bye bye. Bye bye, chúng mình đi thôi. Elsa đi thôi. Chị đang giận mình, sorry. Quá là hước luôn. Nó đang giận rồi. Thức dậy trễ 2 tiếng thôi mà. Lát nữa các bạn sẽ uống lại thôi. Hồi giờ các bạn cách mình làm hoa là hát cho nó nghe. Về tài. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. Chiều này nó hoạt động. Ok, mình đã có cà phê rồi. Về đi thôi. Hồi giờ các bạn cà phê sẽ làm con bạn mình hết giận thôi. Uống. Đang lái xe, đang lái xe. Và thấy không, bây giờ chúng mình cũng đã tới rồi phải không? Và wow, đã hết giận rồi, mình quá là hay luôn. Và chúng mình đã tới Disneyland rồi. Mình đã uống vào cà phê soda Việt Nam. Là vì mình sẽ thức tới sáng. Con bạn muốn đập mình lắm rồi đó. Nó muốn đập mình lắm luôn rồi, nhưng mà thức tới sáng. Nên mình cần cái này để kiểu là tới quá là thức luôn. Thức vào năm mới, thức tới sáng cũng năm mới luôn. Bye bye. Như trước khi lên tàu lượn siêu tốc thì phải uống hết nước đã. Hồi giờ các bạn mình sẽ uống cà phê một cái siêu tốc thôi. Oh, hello các bạn. Giúp chắc chắn chưa xong cái trò này là mình đã tỉnh dậy luôn rồi. Blup blup blup. Spiderman kìa. Người yêu, người yêu kìa. Người yêu của mình. Hả? Ủa?
anh đâu các bạn? Ờ, không biết rồi nha. Anh này thì nhìn hơi châu Á, nhưng miễn là tóc thì có cái này nó cũng hơi giống. Và sau khi chơi chờ bạc đạo xong thì trời đã mưa. Món ăn đầu tiên trong ngày. Nên chúng mình đã vào lại chỗ mưa và gặp Elsa và Anna, idol của mình đấy. Hi. Your dress room looks so beautiful. Are you two sisters? Are we best friends? We're best friends. Và Elsa đã nói là hãy đăng ký kênh mình đi, là vì liệu có lên được mối chị bạn sắp không? Nhã quá chơi tiếp thôi. Mua quá những cái đèn mắt quá à. 35 đô. Yep, các bạn ơi, mình đã tốn tiền. Không có tự hào lắm nhưng mình đã tốn tiền. Chịu, nhìn nó dễ thương quá. Không sao các bạn, năm mới mà sao tốn tiền. Và sau một lúc quả trong trời mưa thì mình đã buồn ngủ tiếp rồi. Cà phê. Thức dậy đi bạn ơi. Hello vịt. Món ăn thứ hai trong ngày. Sao chúng mình nó nhận ra là mọi người đều mặc quần dài. Biểu sao cái chân nó lạnh ha. Ai cũng mặc quần hết á. Vì để cái lạnh nó nữa chứ mình đã nhảy lên một cái thuyền. Mong là không có chìm. Kiểu trời thiền sương sương á các bạn. Quá là đông. Sao chúng mình đã ngồi để ngắm các nhân vật. Cảm giác như là bé 5 tuổi quá các bạn ơi. Mình chúng mình đã ở đây do bao nhiêu tiếng rồi bạn ơi? Không biết bao nhiêu tiếng, nhiều quá là đuối. Bây giờ chúng mình sẽ ở đây tới 2 giờ đêm. Mong là sẽ tồn tại. Và sau quá là nhiều tiếng quẩy như hai con điên sau thì chúng mình đã ăn bữa thứ ba trong ngày. Nói chung món này nhìn khá là buồn cười. Bây giờ mình đã tự khuyến khích bản thân là đây là một sự tốn tiền đáng tiền các bạn. Và sau khi chơi trò ở nít lại với cái trò nhà ma này. Chúng mình sẽ vào cái nhà ma này. Quá là lạnh hả? Mình đố các bạn các ma trong đây thì khai giả đi. Và sau khi lên hai trò chơi nữa thì chúng mình đã leo cây. Cây Tarzan. Và từ lớp cây chúng mình đã khám phá ra là hình như đây lại ký không tốt, là vì hôm nay đông một cách quá là bất thường á. Nên kiểu phải quá là gian luôn. Nhờ sao các bạn, chúng mình đã gian thành công. Chỗ chúng mình đứng không có được đẹp lắm nhưng thôi như vậy cũng được rồi. Hello các bạn, bây giờ là 8 giờ mấy? Ủa có đúng không đó? Ôi trời, nó mày, sao vậy? Và tối nay thì sẽ có 2 tiết mục pháo hoa. Và sau cái tiết mục đầu tiên rồi, đẹp quá các bạn ơi, quá là cảm động luôn. Nhìn pháo hoa đẹp vậy thôi chứ mình luôn nhớ là một lần pháo hoa vậy là bằng một chiếc xe. Quá là chiếc xe. Và sau đó chúng mình đã quẩy tiếp để chờ tiếp một pháo hoa lúc 12 giờ đêm. Năm mới rồi. Chúng mình đã cắm trại dưới đất và ăn tiếp, xong rồi chơi trò chơi thử thách kiểu đập tay nè. Hồi nhỏ mình chơi mấy cái này hoài luôn, nhưng kiểu chắc 10 năm rồi chưa chơi. Nhìn chúng mình là siêu tốc chưa kìa. Chú nhìn gì? Đau tay quá. Bỏ cái tay. Xong rồi chơi trò máy quay đũa để chờ giao thừa. Úp mình đã thua. Thắng gì mà quá là sung luôn kìa. Sắp tới giờ rồi nên chúng mình ở đây kiếm sến nào. Tại kiếm hôm qua mua nè phải không? Phải tặng hai người xung quanh kiếm miễn phí nữa. Quá là tốt bụng. Và còn 15 phút nữa nên mình đã quẩy tiếp. Quẩy kiểu gì vậy bà già ơi? Chúng mình đã chờ 3 tiếng để được đứng ở đằng trước. Và cuối cùng thì 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới các bạn. Lúc mình đăng video này thì là Tết rồi chứ không phải là năm mới nữa. Chứ không còn Tết Tây nữa nhưng cũng năm mới như nhau phải không? Nhưng khúc khó như đêm nay là làm sao mình thoát ra khỏi đám người này đây. Hôm nay có tận 85.000 người ở đây lận nên mong là chúng mình sẽ không bị đè. Thì đã ra cổng rồi nhưng mình đã quyết định bây giờ chúng mình sẽ chơi tiếp, xong rồi sẽ đi về. Bị khùng rồi. Hết ngủ rồi. Cho nó mời đi về để chúng mình chơi tiếp thôi. Thôi giờ đáng tiền chứ. Sung quá à. Chúng mình sẽ bắt đầu năm mới bằng cách chơi trò quá là bạn luôn. Chơi năm mới dũng cảm. Dạ. Teresa đã quất lưỡi điện thoại lên cái trò lượn siêu tốc. Nhưng một vấn đề đó là đây là điện thoại của mình nên cho nguyên cái chuyến đường mình sợ thấy vía là nó sẽ rớt điện thoại của mình để các bạn xem phim luôn á. Khỏi cái video này cho các bạn xem. Hên quá điện thoại còn sống. Bận quá. Không nhưng vẫn ra đâu. Vẫn rất là nắng đó. Vì năm mới ăn khang thịnh vượng chúng mình cảm giác quá là khùng luôn nên đi lần nữa. Chắc chắn chơi xong là năm mới não lộn lộn cù đèo luôn. Lộn sao mà sắp bay luôn cái bắt kiến luôn. Hay là chụp được đè. Quá là sảng khoái. Kiểu chơi hai vòng xong là quá là tỉnh luôn á. Như nhắc chơi vậy đúng rồi. Trời ơi, nó đang lại đây, nó đang cầu ước. Nó hơi bị hâm mộ Disney quá luôn á các bạn. Cầu năm mới hay sao á. Như vậy thôi. Còn tỉnh. Còn tỉnh hả, bây giờ đi làm bánh. Và trong lúc về thì mình đã gật ngủ. Hồi nãy mới nói tỉnh mà bây giờ đang trong làn giấc mơ rồi. Thì kế hoạch thức tới sáng hôm nay của mình đã fail là vì mình đã ngủ. Với lại chơi kiểu vậy là chắc chắn là đầu năm sẽ quá là bệnh luôn. Nên chúng mình đã quyết định thức tới sáng ngày hôm sau. Mà chúng mình đã mới thay đồ. Mình đã thay thành cái bộ màu hồng nè. Sớt không? Không. Ok. Bây giờ chúng mình sẽ làm gì không biết nữa nhưng Bây giờ chúng mình sẽ làm một cái bánh để tổ chức năm mới. Và tối nay mình sẽ làm bánh quá là nổi tiếng từ MV của Taylor Swift.
và mình đã tìm hiểu cách làm. Và bây giờ mình sẽ ghi chú là cần mua những gì. Cái bánh này sẽ là cái bánh ngon nhất trong tất cả các video. Kiểu là cái bánh này là cái bánh mình muốn làm từ lúc mình còn nhỏ, lúc mình 2014, Jenny 9 tuổi các bạn. Cần ghi nên mình đã ghi xuống tất cả những thứ chúng mình sẽ cần để làm cái bánh ngầu này. Cái gì nữa ha? Cái mix còn như cần chung tên sữa. Còn bài đặt ghi bằng giấy nữa dưới điện thoại dễ luôn rồi. Dễ rồi. Yes. Ok. Đi thôi. Ui. Mang điện thoại cho người ta. Trời em bé của tôi. Đi thôi. Đang động á. Thôi khủng quá rồi. Hướng kia bạn ơi. Ơi quên lấy chìa khóa hả trời. Bye bye. Chìa khóa là sao lái xe được mấy anh. Đi thôi nào. Bye bye bà ngoài. Cây chút xíu. Và bây giờ chúng mình đi thôi. Hợp không? Nói chung một bộ đồ quá là hồng luôn. Có đóng cửa chưa giờ? Ủa? Bây giờ con thì biết lái xe rồi. Nó giỏi hơn Jenny. No. Bây giờ mình đi đâu rồi mình nối các bạn luôn đi. Các bạn ơi. Nó xích nó vượt đen đó. Guys, I'm better than this, I swear. Look, you know. New year, new me. New year, new me. Stop. Đen đó. Accident. Ngày dài dữ vậy các bạn ơi. Dài quá. Oh yeah. Can I have a... Sao chúng mình đã gọi món từ trong xe luôn? Ups, sao cho lúc chờ thì chúng mình đã có một tiết mục karaoke. I was thinking about you, cause I don't know when. À, hát quá là cảm động luôn. Just one look. Ups, đã tính tiền rồi. Tension art. Ủa đồ Jenny. I noticed your hat is so cute. It's my friend's birthday and I was wondering if we can buy the hat. Thank you so much. Hôm nay không hề là sinh nhật của mình chút nào. Nhưng dễ là vì đó thì chúng mình đã tạo được mấy cái nón quá là ngu nè. Ốc và đồ ăn đã tới rồi. Hello mọi người, bữa ăn giữa đêm của chúng mình. À phải đổ cái đó miễn phí này cho nó đỡ bộ. Ủa, làm hư rồi. Chúng mình nhìn một cửa không? Nhìn giống như hệt như là anh nhân viên luôn á. Nhìn giống như là nhân viên, chúng mình không phải là nhân viên. Tếu quá, tếu quá. Đầu năm mới quá là tếu. Ăn phải cho điện thoại ăn trước đã. Xong rồi mới được ăn. Thì ăn cái này là buồn cười lắm các bạn. Đó là rau với thịt. Không có cái bánh mì á là vì hôm nay Disneyland ăn quá nhiều rồi. Mà vẫn ăn tiếp. Mà vẫn ăn tiếp. Năm mới phải ăn tiếp cho kiểu là năm mới giàu dào sức khỏe. Giàu dào calorie nữa. Cái thứ ăn nó cùng với ớt nè. Ớt này gọi là ớt chuối, banana pepper. Để coi coi nó có vị chuối hay không. Không. Và tự nhiên ớt chuối lại bắt đầu trở thành ớt quá là cay. Cay vậy. Quá là cay. Không ổn. Sắp chảy nước mắt rồi. Cay quá. Chuyện này ổn không? Không ổn. 10 phút sau. Đi thôi, đi mua đồ. Đi mà đeo cái này vào luôn không? Nhục không? Tới đây rồi. Bây giờ sẽ đi mua các đồ nguyên liệu cho anh. Mấy cái này vào nha. Nope. Nha, đi. Giúp mình nè. Chưa tay. Ơ, nón đâu ơi. À, phải đổi cái nón chứ. À, bây giờ mình sẽ ráng làm cái trò này, nó quá là ngầu luôn. Ơ, hơi fail. Được nha, ok. Đây là cái này. Ủa, ngầu chưa. Ui. Ok, thôi nghe, phải đủ rồi. Hả? Mấy giờ sáng rồi mà nó bị cái gì vậy? Ok, bây giờ đi vào với mấy cái nón xích này thôi. Đi. Ok. Tao mất rồi. Chợ nhục quá nên cởi cái nón ra rồi. Quá là tự hào. Mình mới giờ chiến xong mà xích cái sự nhục ra hết vậy đâu. Mình rất thử tung cái này từ lâu la nhưng mình cảm giác cái này hơi bậy bựa quá. Ok, đi tiếp thôi. Trời đất ơi, làm cái trò gì đó. Nhìn bả kia. Không phải là bé 5 tuổi đâu. Hello các bạn, thì mình đã quá là ngu và mình đã quên cái mà tờ giấy mình đã mất quá là nhiều công sức để viết nên mình đã lôi ra video từ cái hồi nãy mình đã quay. Nếu mình nhìn gần mình sẽ nhìn thấy những thứ mình cần. Hơi bèo nhưng vẫn ok. Nên bây giờ mình sẽ coi mình cần cái gì. Nguyên liệu đầu tiên là đường bột. Ok, giờ mua gì đây? Cake mix. Kiểu là mình đã dạo siêu thị cho vài tiếng cũng được, là kiểu nó vui vui sao các bạn. Bây giờ mình sẽ thử làm cái trò ngu của con bạn mình. Here? Yeah. Úp, bị fail rồi. Từ nhỏ giờ mình chẳng biết làm cái trò này, nhưng các bạn biết làm không? Mình không có recommend lắm. Em yêu muốn cái này à? Đúng rồi. Muốn thì chiếu. hơi lố rồi đây bạn ơi. Chúng mình cần gì nữa đây? Như lấy nhìn kỹ lại cái hình nè. Kem làm sẵn chở chúng mình lười dữ vậy. Cái giày mà hụt nữa là dở lắm đúng không à? Cần cái gì nữa không biết nữa. Cái này để làm cái phần bên trong. Xong rồi lấy kem phô mai. Mình rất thích ăn cái này, ăn với bagel các bạn rất là ngon. Cái này. Và bơ, bơ này chứ không phải bơ đặc trưng của mình đâu, nhưng bơ này nè. Và trứng là vì mình chẳng biết ở nhà còn trứng hay không nữa nên mua đại thôi. Còn mua đồ nghề nữa ha. Và một hộp bánh sô cô la nữa. Không có cái hình trái tim. Sao có hình này mà không có hình trái tim em? Nên chắc đàn phải tự cắt cái trái tim thôi. Xong rồi tự nhiên ngay đây mình đã tìm thấy cái này. Nhìn quá là bắt mắt luôn, phải mua cho bạn được phải không? Cái gì vậy? Mua này đi. Em muốn mua. Chiều em. Quay lại tuổi thơ của mình. Hồi nhỏ mình yêu mấy cái đó lắm luôn á. Mình muốn mua cái này quá các bạn. Mấy cà phê màu hồng. Ai muốn cho nó đi. Nhưng kiểu cái này chỉ làm cà phê loãng thôi nên. Thôi bớt uống cà phê đi con này. Bớt tháng 1 thôi mà đã Valentine rồi. Đúng rồi tháng 1 rồi. Lại là cô đơn. Các bạn là người yêu của mình á nên mình rất là muốn tặng các bạn mấy cái này. Cái này là cho cái bánh nè. Và mua đĩa này là ăn bánh nữa.
Ờ, sắp đóng cửa rồi trời. Đây là những thứ chúng mình đã thu hoạch được. Những thứ quá là rối luôn. Nhưng con này nó vẫn đi chạy lạch bạch đi mối gì đó mình chẳng biết, nhưng nó đang chạy đi đâu đó. Tính tiền thôi mà chơi bên Mỹ gì nó cũng đắt với rồi luôn. Ơ là đắt nữa. Và bây giờ chúng mình đi thôi, không thôi người ta đuổi mình ra khỏi tiệm bây giờ. Nắm cửa tới nơi rồi. Trời đất ơi. Có ngày tới dập mặt bây giờ con nè. Và bây giờ nhét đồ vào xe thôi. Trời bây giờ mới đội á. Nãy giờ nhục nên không đội phải không? Sorry, chúng mình đã có một tiết mục hát karaoke trong xe. Mở trần lên luôn cho nó phê. Lái xe một tay quá là pro. Chúng mình 18 tuổi hết rồi nhưng kiểu hát nhạc Disney nó cảm giác kiểu như là mình thích nhất luôn á, là vì nó rất là cảm động. Ok, chúng mình đã quay về. Giờ này vào nhà chắc mọi người trong nhà tưởng là như ai đó đột nhập. Ok, lên phòng thôi. Bả kìa, bả thấy mình sến á, nên bả cũng sến theo luôn. Tại chị đi điệu quá nên mình thấy lạc trôi quá nên mình phải. Phải sến theo à? Hôm nay mình sến quá. New year, new me. New year, sến me. Lục nguyên cái bếp vào luôn. Chúng mình sẽ làm bánh vào đây. Cái bạn mình cao quá. Tụi bằng chiều cao mà man. Look, I'm so tall. Wow, nó cao mấy. 2 mét. Hai mét. Vào này lúc đi xe thì chuyện đã xảy ra. Oh no. Thảm quá. Ai lái xe? Chắc lái xe hơi bị sốc quá. Không sao hết, chứ mình còn đủ quả rồi. Chị chỉ thiệt hại một em gà thôi. Thì mình xài quả dưới để giữ cái điện thoại mình lên. Nhưng kiểu nó hơi bị lố, nên mình đã giải quyết bằng cái cắt tóc nó. Để làm cái bánh Taylor Swift này thì mình sẽ dùng hai cái. Sẽ làm hai vị luôn, là vì chúng mình kiểu mình sến vậy. Protein, bà chỉ đi. Protein, cho hết luôn à? Thế thì gặp. Khá là cho một cốc nước nhưng mà dùng sữa. It'll taste better. Sữa à? Các bạn nhớ lần trước của chúng mình kiểu như là phí cả đống con bò luôn á. Như trên đây con bò. Được chưa? Yes. 3 quả trứng. Chúng mình nên xài quả trứng bị hư không? Không. Đừng cứ ơ dơ như vậy. Thì quả trứng này nó bị lay rồi. Wow. 3 quả. Wow. Đừng có thử làm cái trò ảo thuật này với trứng nào kiểu. Mình thấy người ta làm như vậy nè. Nó bị bể rồi kìa. Mày ảo thuật thế nào? Ảo thuật bị lốt. Người ta nói là dùng kiểu dầu thực phẩm hay gì đó, thực vật phải không? Dầu cái cây. Không phải cái dầu, cái thực vật đúng rồi. Nhưng mình không có cái đó, mình chỉ có dầu bơ thôi. Là vì mình kiểu khó là yêu bơ, bạn thấy không? Wow. Nên mình sẽ dùng dầu bơ. Không biết có bị fail nữa không biết, nhưng kiểu là làm đại á. Không mở cái nắp ra trên này. Có nhiều không? Cholesterol. Để mình dọn. Ê, đúng rồi. Sao chọn à? Kiểu là đây là lần đầu tiên chúng mình dùng cái cake mix này á. Vì bình thường chúng mình tự làm. Nhưng mà hôm nay chúng mình quá là lười. Với lại ám ảnh cái thời làm bánh mì. Nhớ không? Nên là nhìn giống như là phim kinh dị quá mọi người. Vậy hả? Mình không hiểu nó nên cho nó trộn luôn đi. Dễ chờ được bao lâu rồi? Mình nếm lên ngắm thôi. Oh, preheat oven please. 350 độ. Blup 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 blup. Mùi giống chocolate rồi ấy. Không? Nha, hủy vậy. Trời ơi. Giống như thật sô-cô-la luôn. Thơm quá. Trời ơi, mì hương. Các bạn thông cảm. Yes. Mình không có giả bộ với mấy cái thức tư sáng này đâu. Sau đó thì mình làm cái trò này khá là khùng. Mình nhìn thấy trên TikTok. Thôi khùng quá rồi. Nó còn cục cục. Nên chúng mình đã thay phiên chỗ. Không biết này ngon các bạn. Mình nên liếm thử một miếng không? Không nên thử. Liếm đi. Liếm à? Cho liếm à? No. Nó kêu đừng cứ eat raw batter bị gì vậy. Chị ngu. Mình có vẻ ổn rồi đó. Ok, bây giờ làm sao? Preheat. Rồi. Sao nó không có on vậy? Ủa, mình có bật lên mà. Những cái đèn nó bị hư thôi. Mình cần một chút tăng lực cho cuộc đời. Kiểu mình hết lực á. Chắc vì hôm nay chơi hơi quá nên mình cần nó được tăng. Nãy giờ mày làm cái gì mà mày hết lực? Disneyland. Lần trước mình dùng cái khung bánh này á là hồi lúc mình đạt được 1 triệu sub. Bạn ấn sub nó đi. Bạn sẽ... No. Gọi sub đi, nhớ sub nhờ. Đừng nghe lời nó. Nó đang... Nó chảy mình. Nó bị xịt ở đó. Đây là dầu bơ. Spray đàng hoàng, spray đúng không? Spray sát ra, ok. Spray nhiều quá, cholesterol tiếp á. Rồi parchment đâu vậy? Cái giấy, giấy. Cái này cùng cái với 2 năm trước đó rồi. Chứng tỏ là mình không có làm bánh nhiều chút nào luôn. Sao cái này già quá vậy? Vì không phải trong đây làm bánh, chỉ có con này qua làm bánh thôi. Nên là nó già lắm. Bây giờ sẽ xài cái này để cái bánh nó không bị dính. Wait, I have a hat. Nó đang làm gì đó hơi mờ ám nè các bạn. Nó đang làm cái trò gì rồi? Chắc nó tìm thấy trên TikTok á. No. Ờ, bóng tay. Lúc dứt cái. Ê. Cắt phát rồi nhét nó vào. Thông minh chưa? Cho tôi đũa vào. Bạn ơi. Babe, you weren't filming the whole time. Hả? Vậy thì những thứ khiến mình sợ nhất. Oh my god.
Bạn ơi, trời ơi, là tao sợ quá. Lần nào nó đùa vậy mình cứ tin hết á. Ok, bạn ơi, được chưa? Dạ. Ổn không? Ổn. Đổ hết luôn hả? Hình như là đổ hết. Làm rất là chắc nhụm hết mọi thứ màu đỏ luôn á. Cái này mà lên cái váy màu trắng mà chắc mình khóc luôn đó. Ổn không? Ổn, ổn. Dính rồi. Thì đi rửa tay. Ăn. Đừng. Mình mong là mình sao không bị sao. Và wow, nó vết quá là sạch luôn. I got it on. Dính lên áo rồi, no. Yeah. Không sao hết. Lúc nào mình kiểu là lúc nào mình bị dính đồ á các bạn. Mình ưa nghĩ là kiểu nó là những khoảnh khắc đáng nhớ, nó bị dính lên áo. Nên lúc nào mình nhìn thấy chẳng hạn như là mình bị đổ đồ ăn lên áo á, thì mình thấy nhìn lại là đó là hồi lúc mình ăn một cái burger quá là ngon. Cái đó hồi lúc mình đã dơ. Những lúc đáng nhớ chứ. Khoan, phải đặt. Mấy giờ sáng rồi? Nhiều giờ sáng. Mọi người đang ngủ. Nên mình đã ráng giảm cái độ đập của mình. Cái này để cho mọi người không bị thức dậy hả? Yes. Có vẻ ổn hơn quá là nhiều. Mình cảm giác như là sau vụ này là mọi người trong nhà, tất cả các thành viên đã thức dậy hết luôn rồi các bạn. Thế tưởng là anh đã dựng đột nhập cái nhà này á. Không ngờ các bạn cái bánh đã đột nhập. Bùm 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 bùm. Ốp nông tin tưởng mình nên nó làm luôn. Mình làm cho khùng điên gì mình chẳng biết nữa các bạn. Mấy năm trước mình không dám cho vào. Nhưng lần này mình sẽ cho vào. Trẻ này lớn rồi. Mình là một con cua. Mình diễn hơi lố nha các bạn. Nó nói nó làm được rồi, nó diễn lố chứ kìa. Và mình lấy cái bánh bloop, sau rồi mình nhét nó vào cái lò nướng. Mình né cái lò nướng như là né điểm thi của mình nha các bạn. Bà điểm thi, đùa đây, mình ổn mà. Được rồi. Mình là cua trên đây. You have to go like this. Quá là cua luôn. Đá nhờ cái. Bước tiếp theo thì chúng mình sẽ làm cái kem để cho lên cái bánh. Các bạn biết sao không? Dạ khoan. Biết sao? Quên script rồi. Có quên đâu. Chúng mình cũng đã mua cái này. Đây là kem làm sẵn để kiểu là dự phòng cho sự cái kem chúng mình tự làm bị fail á. Có hiểu không? Thôi làm thử coi bị fail thì xài cái này. Đợi khoan, nó phải lô ra công thức đã. I love you. Ê chơi gì á? I love you so much to you. Yes. Lớp dù bằng lớp bằng này nè. Nhưng mỗi tội là cái đĩa nó không được to lắm thôi. Wow, không thuộc công thức kìa. Lúc đầu mình tưởng là công thức nó lòi từ não bằng ế, nhưng ai nhè ra lòi từ YouTube. Để làm kem này thì sẽ cần bơ với đường, khá đơn giản. Mình sẽ ráng làm con chú hề. Hồi đó mình pro vậy nè các bạn. Để coi mình còn nghề không. Hết nghề rồi. Con bạn nó đang quá là phê bình mình rồi. Các bạn kiểu nó bó tay luôn. Rốt cuộc thì còn hết nghề. Ngày gì đủ rồi, coi như không gì xảy ra. Chứ cái này warm cái này không? Yeah. Kiểu nó làm cái kem là phải cần bơ mềm. Mình sẽ warm bằng put in your armpit. Bỏ nó ở trong nách của mình. Con bạn nó cười bể bụng luôn. Kiểu nó đang đông lạnh đó nên mình phải bỏ trong nách của mình để cho nó ấm á. You're so quirky. Mình không biết sẽ mất bao lâu để cho cái này nó có thể mềm được, nhưng mình nghĩ là có thể hơi lâu á. Như hôm nay mà cái này nên có thể nó nhanh hơn là vì nó đang ấm hơn. Cái bắt vậy nè. Bạn ơi, không biết nó có được không nè. Hay là cho trong áo đi. Wow. Yeah, đây nè. Wow, cho vào trong luôn. Hey, vào đi. Hả? Làm gì ai ăn bánh? Ấm hơn. What? You did. Ấm hơn nè. Sạch hơn không? Có. Mày có tắm chưa? Chưa. Squeeze it. It's warm. Oh my god, mềm. Đụng. I don't want to touch it. Oh my god. Úp chết chích qua một bên. Và để cho kem nó mịn và nó quá là phê là phải cho qua cái đồ này để kiểu như là bơ vẫn còn ở trong tách mình. Cứ phập. Như vậy á. Cái tay của mình không có nhiều động tác lắm vì đang có bơ cho nó. Ok, how about you pour? I'll do this. Mình bóp bóp xuống. Ê, bóp nó không thấy được. Thôi không bóp thì thôi. Thì nãy giờ lắc mình thấy nó quá là lâu luôn nên. Trời ơi, chẳng có định bóp cái cho nó nhanh. Mình thấy bóp có sao đâu. Mình đừng làm vậy đâu, kiểu mình mất kiên nhẫn. Mình làm vậy. Luôn. Đổ tụi nó vào đây coi. Oh, sorry. Mi anh nè. Sorry nè. Dạo này sẽ phiền hàng nhiều quá, mình xin lỗi. Nhìn nó kìa. Từ từ, nó từ từ đổ xuống rồi bạn ơi. Oh, sorry. Giống như là kiểu cho ý nhìn nó gầu á, giống rất gầu. Hey, mình mất rồi. Kiểu mình quá là công dụng luôn á, vừa làm ấm bơ và vừa làm đường nhuyễn. Multitasking queen. Bơ xuống. Mình hứa là hai cục bơ này bao bọc rất là kỹ luôn á nha. Oh my god, cái mềm thiệt luôn á các bạn. Nhìn nó, cái dây mùi bơ. Kiểu nó mềm thiệt luôn. Nhìn này nha, nó mềm. Để các bạn ơi, để mình kiểm tra nách mình có mùi bơ không? Bất lực quá. Không sao các bạn, cầu sắt. Nách mình nó vẫn như thường. Để tôi giúp cho. Tiểu đường. Để mình giúp cho. Mình có chiêu này nè, bạn đi qua chỗ khác. Wow, lại cái chiêu bóp nữa kìa. Nó đổ ra on the side rồi, nó nhanh hơn. Lỗ bên hông thì nó nhanh hơn thiệt các bạn. Tiếp, làm cho. Đổ bóp vô. Ủa, cái mũ, cái mũ mình đang gặp. Đang gặp cái mũ. Sao? Ok,
kia xong rồi. Ui, nhìn nó mềm nè các bạn. Nhìn nó đã. Ồ, bị sao vậy bạn? Em làm gì vậy? Uống cái gì mà ám thế? Cái này bị nghiện Coca Light các bạn. Halloween hóa trang thành một chai Coca Light luôn. Sao mà nó lục tung nguyên cái bếp mình để tìm một bắp? Nhưng nó hết rồi. Đập bể cái lọ bây giờ bạn ơi. Các bạn nhớ cái ly này không? Đố các bạn từ video nào đấy. Mọi nước uống đều ngon hơn khi mà uống trong cái ly sớm này. Look at the best. Ủa làm kiểu sao á? Bây giờ làm sao bạn ơi? Cái bơ nắt đâu rồi? Bơ nắt, nắt bơ đây nè. To to nhất trong nhà lên. Extra. Mình đã bắt đầu buồn ngủ mà. Bây giờ sáng rồi. Sáng giờ sáng rồi. Cần Coca Light. Uống thẳng vào bên chai luôn. Tính. Không có hair mixer hả? Dạ không mà cô ơi. Oh, mix it. Once you get tired after 5 minutes. Đúng rồi, mình không có cái đồ mà trộn trộn xịn xò nên bây giờ chúng mình phải trộn bằng tay. Tuy sẽ quá là vất vả nhưng chúng mình sẽ trộn được thôi bằng tay. Như là thời đại trước thế kỷ 1900. Không lẽ hồi đó ta làm bánh nhất nào? Có điện đâu mà làm, phải không? Nhìn. Vì trộn quá là ồn ào nên nó lấy cái khăn để lót lên để cho nó hết ồn ào á. Nhưng vẫn thấy ồn ào như xưa. Ủa như bánh như thế nào rồi, bây giờ mình phải chọt coi là coi nó có ổn hay không. Và bây giờ mình đang tìm thiết bị chọt. Và con đang tìm thấy cái cây đũa quá là dài thòng lon. Mấy cái này ra. À không, đéo này là phỏng tay cho vui đây. Bây giờ mình sẽ coi là nó có chín chưa. Chưa, bỏ vô. Cái đũa nó quá là đỏ luôn là có nghĩa là nó không ổn. Ok, bây giờ nó đang làm gì đó mình không hiểu nhưng hình như người pro làm bánh sẽ làm vậy. Oh, ok, tiếp theo. Cho cây phô mai vào và trộn trộn thôi. Anh đã bị dính rồi. Không có dính lần thứ mấy luôn hả các bạn. Trời ơi, nhìn bà ăn nén kìa. Chết, nhiễm bởi bánh màu đỏ. Chết. Chết rồi, đúng. Cáo này hôm nay mẹ mới với lại mình á. Dễ thương không? Đẹp quá. Xong rồi chúng mình đã trộn tiếp như hai con điên. Ngon quá. Bà, sao làm bánh gì khổ vậy? It hurts watching you. Mình chắc nổi. Tới giờ lấy bánh ra rồi nhưng bánh nó chưa xong nên mình đã thật nó vào lại. Mình quá là đồng đội luôn á các bạn. Nhìn nè, một người đổ, một người trộn. Cái tội không mua cái bát vậy. Bạn ơi, bạn cần giúp thì hãy ới nha. Ồ, ới rồi, ok, cần giúp. Ok, cần giúp ới nha. No, không được. Tiếp tục đi bạn, tiếp tục đi. Ok, ok, ổn rồi, ổn rồi. Đồng đội. Đồng chí Minh Anh, đồng chí Hoàng Vy. Yeah. Trộn quá lâu thì cuối cùng nó cũng hơi ổn. Để mình chọt lại và vẫn không ổn. Ơi, chúng mình cần gì? Công túa. Sức mạnh công túa à? Để tôi lấy sức mạnh công túa cho. Sức mạnh công túa. Wings Asian Tech. Bạn muốn công túa nào? Bạn muốn công túa nào? Hãy chọn công túa đây. Màu quá nè. Màu quá nè. Mày khúc. Sao mày giết? Kinh nhiễu quá à. Và mình thì sẽ chọn công túa Ariel. Giật đầu ra. Làm rớt công túa rồi. See the light in the sky, you just see, it calls me. Các bạn thấy hai chúng mình ngon chưa? Không ngờ là hai chúng mình 18 tuổi rồi đây. Wow, mình cảm giác kiểu là năng động hơn là kiểu sức mạnh công chúa. Làm cho chúng mình quậy nhanh hơn nữa. Quá là mỏi tay. Bẹo ở trong người. Hình như bây giờ lấy nó ra ổn rồi. Ta lấy ra rồi không? Dạ. Yeah. Chúng mình đã lấy cái dao để nạo nó ra. Quá là phê luôn. Xong rồi lật nó qua, đẹp quá. Để thử miếng ăn coi có ổn không? Cho ăn thử. Nói chung cũng ổn. Nhưng khoan, để giải quyết cái này đã. Thì cảm giác chị tắm cáo quá các bạn ơi. Kiểu phải dọn nhà. Mình không dọn nhà không sao các bạn? Nhìn nó bèo. Dọn chân đó nè. Chân đâu rồi? Chân này. Dịch vụ lau chân miễn phí. Và lau sàn nữa. Cái khăn này lấy từ đâu vậy bạn ơi? Đâu? Từ đó phải không? Cái đó là khăn lau tay của mẹ mình đây. Con xin lỗi cô. Khăn kia đâu? Trời đất ơi. Cái đó khăn đẹp của người ta. Mày tự lấy mà. Tiếp thôi nhưng bây giờ nghĩa là bánh chuối đã. Bà chuối nè, ông anh đó. Bánh chuối lấy lọc lực. Bây giờ quên tắt. Ngủ quá nãy giờ tắt, hình là chưa cháy nhà. Hư quá trời, ông ổn. Nhảy xa xa. Nhảy xa xa phê bạn bạn. Ổn chưa? Bây giờ làm gì bạn ơi? Cut it. Mình cảm giác cái dạy kiểu như là cưa nó hơn là cắt nó. Hello nền tiên cá. Và để giấu cái sự không bằng phẳng của nó thì lật nó qua thôi. Không, coi như là không chịu xe. Thẳng băng như là, giỏi chưa năm bảy rồi. Chết. Ăn vụng kìa. Bây giờ là khúc quá là kiểu là thủ công. Đây là làm sao làm cái hình tròn này thành một cái hình trái tim. Các bạn hay động não. Why are you talking like a YouTuber? Mình là YouTuber mà các. Thôi vậy đúng rồi. Tại sao bạn nói chuyện YouTuber? Bó tay con bạn mình có khi nó phát biểu hơi buồn cười. Thì bạn hãy động não mới chơi các bạn. 30 giây động não, tại sao biến cái này thành cái hình trái tim? 1, 2, 3, 30. Ok, thì giúp mình sẽ cắt giữ là bên hông. Xòi xài những cái bên hông để làm thành cái hai cái cục núm ở trên. Ok, trái tim. Chúng mình chỉ có cái này thôi. Thì chúng mình sẽ bổ sung bằng các bên hông.
Mình cần kiểu là hình dung chứ gì làm con thôi làm mà bị hư á là không có bánh để ăn đâu đó. Làm luôn. Mình đã trải qua môn geometry là cái môn kiểu là hình học á, nên mình nghĩ là mình có đủ khả năng để làm cái trò này. Đầu tiên thì mình cưa bên hông rồi di chuyển nó qua bên này. Hồi quá, bây giờ phải cắt một miếng nữa bằng cái miếng hồi nãy. Hình học phiên bản giờ đi. Cưa. Mình cảm giác cái này giống như là chơi Lego rap vậy đó các bạn. Xong rồi anh Hoàng đã chưa ra hang của ảnh để kiểu là xem là chúng mình đang làm gì mờ ám ở dưới nhà. Does it look like a heart to you? Oh, okay. Taylor. Show Ben, the cake, and she'll know. Babe, Taylor Swift cake, apparently. What? Is that a heart? Yeah. See, she knows. What's a Taylor Swift cake? Anh chẳng hiểu gì thế. Chờ gặp răng bóp nó vào nữa. Xong rồi mình thì lấy kem ra khỏi tủ lạnh. Nhưng khoan để mình cắt một bánh nữa. Wow. Còn quá là nóng nên phải đợi cho nó bớt nóng nữa. Đó là yêu của mình. Hôn cho nó hôn. Chúng mình nên hát karaoke. Còn ai chửi chứ. Âm có vẻ không ổn lắm. Và sau một thời gian quá là lâu trong ngăn đông thì bây giờ con No. Thì mình đã lấy bánh ra khỏi ngăn đông. Đã khoan, cội khoan mọi người. Mình phải cho lại những thứ từ trong đây vào lại trong ngăn đông. Vì hồi nãy làm rớt ra hết rồi. Chúng ta bị con tôi bị chửi chết luôn. Như không chuyện gì xảy ra. Ngủ hả? So weak. Sao yếu vậy? Tại vì cái này cái này phải không? Đẹp quá chân không? Cũng mỏi. Mỏi không? Trời, coi chuyện nó bay lên đầu đúng không? Mình khỏi có kem ra đúng không? Bước tiếp theo là bước vui nhất, đây là chét kem lên bên. Đầu tiên thì phớt kem ở giữa. Ok, đừng. Bớt phá giùm. Cắn nó trời. Thôi cái này lên cái này. Mình cứ là đang dán trái tim của nhau giống là trái tim bị tan vỡ. Ai làm tan vỡ? Vì chúng mình không có khuôn bánh nên nó lại bị tan vỡ. Tức là không có muốn đầu tư á. Đây là phiên bản chi phí thấp. Sao chúng mình đã dán cái trái tim tan vỡ lại cùng với nhau? Còn gì nữa hả? Nhìn nó hơi patchy một tí xíu. Trời sợ in vào nó không dính vậy trời. Úp, ok được rồi. Nhìn đã quá. Và lớp đầu tiên tất nhiên là sẽ là lớp quá là sâu. Vì cái bánh này nó quá là low budget nên chúng mình sẽ dùng mấy cái cây quen xinh này, dĩa răng này để cho cái này nó không có bị rớt. Chật nó vào đây. Mong là chúng mình sẽ không có cắn vào xong rồi kiểu như là bị vấn đề cái răng luôn. Hè, chật cái tâm vào nữa. Nếu như chúng mình mà ăn cái bánh này á mà không có thấy 6 cái cây sỉ răng nó lò ra thì chắc chắn là đã nuốt một em rồi. Protein cây tre. Nhưng tre có đạm hoa các bạn. Chúng là panda. Chiếc lúc đầu tiên xong thì cho nó vào tủ lạnh thôi. Và tiếp theo là làm cá bị phun ra. Buồn ngủ quá. Ấy giờ có một cái gì thế? Thất tỉnh rồi. Chị số mẹ đi đâu? Cà sesame tata. Trời ơi, đổ siro vào xong đổ màu thực phẩm vào xong cho. Bây giờ chúng mình im lặng. Kiểu đầu video chúng mình nói quá trời luôn, bây giờ kiểu là như hai con im lặng. Cho 5 phút thì mình ráng sửa cái đèn của mình như nó đã. Đây cái đèn nó hư rồi man. Rest in peace đèn của Jenny Huỳnh. Mày sống được mới có mấy tháng à. Ok, quay lại, sau đó chúng mình đổ cái nước màu đỏ vào một cái bao ni lông, đóng nó lại. Xong rồi khoan một cái lỗ giữa cái bánh. Xong nhét cái bịch kia vào nhưng nó hơi bị lỗ ở ngoài quá nên phải đào cái lỗ mà nó sâu hơn nữa. Khổ quá. Và chồng vẫn chưa được. Và sau một thời gian đào và nhét vào thì cuối cùng cũng được rồi. Đụng vậy có ăn không? Chẳng ngon luôn. Chẳng là ngon luôn. Nhét vào từng cọc. Buồn ngủ rồi. Xong rồi chét kem tiếp. Và mình tự nhiên ngủ lên nó luôn. Buồn ngủ quá. Và wow, con bạn nó siêu hơn, nó vẫn làm việc như thường luôn. Và bỏ lại vào tủ lạnh. Để mình khoe các bạn cái này rất là hay nè. Hơ, cái gì đó. Wow, các bạn thấy phố Noel của mình không kìa. Hello. Yeah. Thôi buồn ngủ quá, nằm xuống đây. Chơi ngu. Nhưng thôi giờ để mình bị diễn đàn các bạn nghe nè. Jenny, you have to 3, 2, 1. Ủa, nó dở trò điên gì đây các bạn. Úp, và tự nhiên cái người mình nó tự động di chuyển luôn. Như là ai đó điều khiển mình vậy. Mình không hề biết chuyện đang xảy ra nhưng kiểu à. Có thể vì bây giờ là 3 giờ sáng rồi và chúng mình không ổn chút nào. Tún. À, ghê quá các bạn, sợ quá. Ok, thôi quay lại bánh thôi. 1, 2, 3. Mình đã thử thách con bạn mình là khi mình có nổi hay không và nó nổi nên bây giờ mình thấy nó khi cũng nổi thiệt. Còn rank squat nữa. 1, 2, 3. We can bake like this too, low key. Mix. Thử thách nấu ăn trên lưng người khác. Mix. Give me the cake. Mình tính lại khiêng cái bánh qua nhưng mình khám phá ra là nếu khiêng cái bánh qua chắc chắn là nó sẽ rớt xuống đất và không ổn chỗ nào nên. Thôi lấy bánh ra như một người bình thường đi. Rồi phớt thêm kem lên nữa. Rồi cố gắng phớt sao cho nó nhìn không có giống như vậy. Nói chung cái bước này rất là relax là vì kiểu nhìn nó đã lắm.
Trời ơi, tôi ăn lén nữa. Như vì hết kem tự làm rồi nên bây giờ phải lô ra cái kem siêu thị. Sau khi trộn nó lại thì cho nó vào bao để bóp nó ra thành mấy cái ngôi sao á. Đúng rồi bạn ơi. Cào nó ra khỏi tay mình. Sau đó thì cho cái đầu ngôi sao lên nhưng kiểu cần một cái bao nữa. Ok, bây giờ thì làm mấy cái hoa văn trang trí thôi. Xong chưa bà già. Ok, bây giờ thì di chuyển cái bánh qua cái đĩa khác cho nó đẹp. Xong rồi xịt mấy cái hoa văn lên cái viền như vậy. Hơi fail nha. Khúc trang trí bánh đó người vui luôn, kiểu là nó phê hay sao. Wow. Xong rồi làm nguyên cái viền ở dưới nữa. À, sắp hết kem rồi. Hôm sau còn vừa đủ để làm cái viền ở dưới. Và sau đó mình đố các bạn là mình ghi gì cho nên bánh đây. Ghi cái này quá run tay luôn là vì vi sai ấy, là dắt xong phim luôn đấy. Bloop, hey, bye bye 2023. Kiểu là bánh ly hôn 2023 vậy các bạn. Sau đó chúng mình lại có một tiết mục chụp hình với bánh mất quá là lâu nhưng còn ngồi sửa cái bánh nữa. Hello các bạn, thì bây giờ chúng mình đã làm xong cái bánh rồi. Và sắp có là khoảnh khắc rất đặc biệt, đây là khoảnh khắc đâm cái bánh. Giống như Taylor Swift, nó đang làm cái gì kìa? Mình sửa cái bánh. Ok ha, chúng mình sẽ đâm mà, sao sửa cái gì nữa. Nhưng mà chúng mình đã chọn góc này là vì nó nhìn khá là huyền bí. Mình không có nói cái việc được nữa. Nhưng, ok, thấy chưa? Và cuối cùng là tiết mục chúng mình mong chờ nhất, đây là việc đâm cái bánh. Coi là nó có thành công hay không, trời công suất mấy tiếng trời. Và chỉ có một lần đâm thôi, là vì kiểu có một cái bánh thôi nên đâm sai là cho xong phiên bánh luôn đấy. 4 tiếng cuộc đời chúng mình đây. Và rốt cuộc thì nó đã fail cái cú đâm đầu tiên nhưng 3, 2, 1. Cú đâm thứ hai thì ok, nhưng cam kết thì nó cũng thành công, kiểu nó xịt ra theo sự mong muốn của chúng mình. Thật ra là màu đỏ nhưng mình đổi thành màu này để kiểu như là không bị YouTube gỡ xuống á. Quá là tự hào luôn các bạn, kiểu công suất bao nhiêu tiếng đồng hồ. Như đâm xong bây giờ chắc chẳng muốn ăn luôn. Hồi sau các bạn vài ngày sau mình sẽ ăn. Mình đã thực hiện được giấc mơ hồi nhỏ của mình, đây là đâm bánh như là Taylor Swift idol của mình. Và sau đó thì mình đã có một tiết mục chụp hình tiếp. Úi, trời điệu quá trời. Quá là trễ giờ sáng và làm vì háo hóng, bếp vẫn đang rất là khủng hoảng. Hôm sau để lát giải quyết. Lego. Và ở đây thì có nước nóng để cho vào mì. Sorry babe, camera work is lazy right now. We're doing this. Không có tài trợ nha, mình chỉ thèm. Ok, xách mì đi thôi. Có ai muốn ăn cái này ra khỏi cái mũi mình không? Wow, quá là life hack luôn, quá là mẹo luôn kìa. Thông minh chưa? Cái bánh này á, nó nhìn đẹp quá nên mình sẽ bỏ nó dưới đây. Xong rồi sáng nay người nhà mình sẽ kiểu cái gì thế, tự nhiên lại có cái bánh mà sao ai đâm cái bánh. Giờ bây giờ mình ngồi đây ăn mì thôi. Ngồi. Nhưng mà sao ngủ mọi người. Sáng nay ai đòi đi cắm gì? Cắm hoàng. Mì nấu. Mặt trời. What is it called? Gọi là mình minh đấy bạn ơi. Có vẻ nó tự ăn ổn hơn mình đút nó. Mình đang có thác. Ơi, bạn nghĩ là lát nữa chúng mình có thể đi biển được không? Hay là chúng mình sẽ chết đuối? Chúng mình đang không ổn chút nào phải không? Dạ, không ổn thiệt. Mình là lái xe hay là Jenny mình lái xe? Mình lái xe. Dạ. Dạ. Không, nhưng nói thiệt á, Jenny lái xe cũng không sao hết. Jenny có thể hơi ngứa xíu, nhưng Jenny sẽ ổn. Hồi đó mình nhớ mình lái xe đi học lúc 6 giờ sáng, ok lắm. Bị pull over mấy lần rồi, be honest. Bị thổi một lần đó mà các bạn. Mình nói các bạn mình bị thổi mấy lần rồi. Bực đó. Flashback earlier me today. Ôi trời, hồi nãy cái mình rất là buồn ngủ. Chứ tự nhiên lại làm cái bánh xong rồi đâm vài phát, bây giờ hết buồn ngủ rồi. Tỉnh. Buồn ngủ rồi. I feel like I'm scared whenever you look me. Ổn không bạn? Sau đó chúng mình đã ngồi đây tám chứ chẳng biết làm gì nữa. Bạn nghĩ là chúng mình sẽ tới biển thành công không? Để xem bình minh. Để xem bây giờ mấy giờ. Bây giờ là mấy giờ bạn? Gần 5 giờ rồi hả? Gần 4 rưỡi. Cảm biết thế nào? Buồn ngủ. Có nên ngủ không? No. Không à? Bây giờ ngủ là ngủ, là ngủ nữa. Bây giờ ngủ là kiểu ngủ tới 10 giờ sáng luôn. Nhưng mà nếu không có ngủ thì sao? Nếu không ngủ thì tính sao? Không biết rồi. Biết được mấy cái chất đấy. No hả? Hơi. No. Hơi Việt Nam thì nhắm nhau rồi. Người Việt Nam. Châu Á. Vậy bây giờ bánh này chúng mình giải trái thế nào? Để ra cho mẹ tìm. Rồi đó rồi. Sau đó chúng mình đã dọn bếp trước khi lên lầu là vì chúng mình là những người rất là có trách nhiệm phải không các bạn? Đang rửa chén mà làm trò khùng trò điên gì đây? Bó tay luôn. Sau đó chúng mình đã có một tiết mục nhảy, mình có bó tay là chúng mình đang làm những gì, nhưng kiểu là mình đang bắt chước con mạc mình nhảy và mình cảm giác như là mình nhìn hơi buồn cười chút xíu, nhưng giờ mình nghĩ các bạn không nên xem thành quả là vì mình quá là lố. Mình đang chỉ là xài kiến thành cái gương các bạn. Mình đố các bạn đây là nhảy cho bà gì đấy? Bỏ cái bánh này ở đây. Ai xuống nhìn thấy thì nhìn đấy. Đi lên tàu thôi. Chắc nhìn thấy là sợ mất vía luôn đấy. Quay lại phòng thôi. Hello các bạn, bây giờ đang là 6 giờ 14 phút 15 phút.
Chết rồi. Anh chết rồi. Mệt quá. Chết rồi. Happy New Year's. Không, muốn ngủ quá. Nhớ không? Trời, nhìn mắt thâm luôn kìa, thành Jenny Panda luôn. Nhưng các bạn bây giờ tò mò là Panda mà nó không có mấy cái đen đen thì nó nhìn giống gì hả? Nhưng bây giờ phải đánh răng đã, là vì mình không phải là một người vấn thiếu. Bây giờ lỡ mình gật ngủ thì mình sẽ không bị sâu răng. Trời, nhìn bá bị đồ bị dơ hết nên phải lấy đồ của mình, man. Nó có đít. Sau đó thì chúng mình đã đi xem bình minh, lái xe tuốt từ nhà mình xuống biển và wow, đẹp chưa, quá là đẹp luôn, khiến là một trải nghiệm quá là trải nghiệm. Và ủa, con gió lòi từ đâu vậy? Nó giỡn thôi chứ mình đã ngủ. Mình đã lừa các bạn với một cú lừa quá là lừa. Và lúc mình thức dậy thì mình đã bất ngờ, là vì mình không ngờ là mình đã bị gật ngủ và fail thử thách này. Thật ra tính ra 6 giờ cũng sáng nổi rồi nhưng không có đi xem hoàng hôn được. Rồi chúng mình đã ngủ đến. What time is it? Bây giờ là... Dậy đi! Dậy đi! Dậy đi! Dậy đi! Fine, ok. Các bạn biết sao không? Hồi tối nay á, hồi nãy á, mình ngủ ngay giữa giường luôn. Nên con này nó cảm thấy tội nghiệp cho mình quá, nên nó ngủ dưới đất. Không, 3 tiếng trước lúc thức dậy á, thì nó di chuyển lên giường. Không có mệt gì hết, ngủ dưới đó lạnh muốn chết. Sorry. Sorry bạn nha. It's too cold to wear it. It's okay, it's okay. Ok, ngủ tiếp đi, bye bye. Bye bye. Và sau đó chúng mình đã chạy xe tuốt lên gần Hollywood để ăn cua sống Hàn Quốc. Sáng hôm sau đi ăn cua sống. Và quán nàng Lisa Blackpink đã đến rồi. Chị thức tới sáng xong bây giờ háo quá các bạn. Bữa nay xong quá là thật biểu. Và đó là cái đó. Mình chúc các bạn có một năm mới vui vẻ và ok, bye bye.